Công viên là nơi mọi người tìm đến để thư giãn, giải trí. Tuy vậy, thời gian gần đây, người dân đi bộ trong công viên Nam Hòa, thành phố Hưng Yên không còn thoải mái bởi xuất hiện tình trạng mô tô, xe máy, xe đạp điện ngang nhiên chạy vào khu vực công viên và đường dành cho người đi bộ. Chiều nào tôi cũng đi bộ cho nên thấy nhiều xe nó trong công viên thì nhiều. Mà không có cái cơ quan quản lý nào để dẹp cái lạn đi. Vì người đi bộ này, các cháu nó đi, nó phi xe rất là nhanh. Thế mà xảy ra tai nạn rất là rách việc. Dành cho người đi bộ đây toàn thấy xe máy phóng. Đèo 3, đèo 4 xong nó thúc bừa đấy chứ. Người đi bộ toàn phải tránh thôi. Đi vào nhiều thì cũng gây coi như ảnh hưởng đến người đi bộ. Bây giờ coi như là đang đi lại như thế này này. Thì là lúc coi như là đi mình phải tránh, mất an toàn giao thông. Được biết trước kia, đơn vị quản lý công viên Nam Hòa là công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hưng Yên có sử dụng các thanh chắn barrier để ngăn chặn. Các phương tiện xe cơ giới không thể đi vào công viên mà đều gửi ở bãi đỗ xe. Tuy nhiên hiện nay, thành phố đang thực hiện dự án thi công xây dựng khu vui chơi giải trí công viên Nam Hòa. Các barrier tạm thời dỡ bỏ để tạo thuận lợi cho nhà thầu vào thi công, dẫn đến tình trạng nhiều người dân, nhất là một số thanh thiếu niên ý thức kém, ngang nhiên chạy xe qua lại, khiến người đi bộ trong công viên cũng có nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhiều người còn đỗ xe trên đường đi bộ, gây mất mỹ quan đô thị và cản trở đến hoạt động sinh hoạt tập thể. Dù cán bộ nhân viên công ty môi trường đô thị Hưng Yên có nhắc nhở, rất mong các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị quản lý công viên, cần lắp đặt các biển cấm đi mô tô, xe máy điện, xe đạp điện trong khuôn viên. Cũng như sau khi thi công xong công trình, sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, chặt chẽ các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông như ở công viên Nam Hòa hiện nay.